Nếu bạn hay gặp tình trạng mệt mỏi hay quên, kém tập trung hoặc thiếu minh mẫn hậu Covid thì rất có thể bạn đã mắc hội chứng sương mù não. Nếu hội chứng này kéo dài mà không được điều trị, người mắc có thể gặp các tình trạng sức khỏe nguy hiểm khác. Vậy thì hội chứng sương mù não này là gì và làm sao để phòng tránh chúng? Cùng tìm hiểu với bác sĩ ngay sau đây nha. Hội chứng sương mù não là gì? Theo bác sĩ tiến sĩ Trịnh Thị Bích Huyền, tình trạng sương mù não không phải là bệnh mà là triệu chứng của các tình trạng sức khỏe khác. Sương mù não là một thuật ngữ sử dụng để mô tả tình trạng tâm thần chậm chạp như phủ một lớp sương mù và ngơ ngác. Hội chứng sương mù não có thể kéo dài vài tháng sau khi nhiễm bệnh COVID-19 đã khỏi. Sương mù não thường có những biểu hiện như là bất thường về trí nhớ như hay quên, có lúc cảm giác bị lẫn, mất đi sự sáng suốt, rõ ràng trong các hoạt động tâm thần, mất tập trung chú ý, có cảm giác là không biết điều gì xảy ra, thậm chí là rối loạn ý thức. Tại sao bạn lại mắc sương mù não hậu Covid? Virus SARS-CoV-2 gây ra nhiều tổn thương ở các cơ quan trong khắp cơ thể, đặc biệt là não bộ. Khi cơ quan não bị tổn thương sẽ sinh ra một chất tên là cytokine. Loại chất này sẽ làm giảm khả năng kết nối giữa các tế bào thần kinh và dẫn đến hội chứng sương mù não. Ngoài ra, nguyên nhân của hội chứng này còn đến từ việc rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, lo âu, ít vận động hoặc do tác dụng phụ của thuốc điều trị. Vậy thì làm thế nào để điều trị sương mù não? Nếu bạn đang nghi ngờ hoặc đang mắc hội chứng sương mù não, hãy thử những hướng dẫn của Bộ Y tế ngay sau đây, có thể sẽ rất hữu ích cho bạn. 1. Giảm thiểu sự sao nhãng. Cố gắng làm việc trong môi trường yên tĩnh, không có sự phân tâm, tắt các thiết bị điện tử trong khi làm việc hoặc làm việc đơn nhiệm. 2. Hoàn thành các hoạt động khi ít mệt mỏi hơn. Cố gắng sắp xếp thời gian cho các công việc vào thời điểm ít bị mệt mỏi. Ví dụ, nếu càng về chiều thì càng cảm thấy mệt mỏi, thì làm công việc vào buổi sáng để hoàn thành công việc được tốt hơn. 3. Thường xuyên để giải lao. Nếu vấn đề trở nên tồi tệ hơn do mệt mỏi, hãy làm việc trong thời gian ngắn hơn và nghỉ giải lao nếu cần thiết. 4. Đặt cho mình những mục tiêu và đích đến hợp lý. Mục tiêu và đích đến hợp lý sẽ giúp bạn tránh được tình trạng sao nhãng, từ đó có thể thực hiện được các mục tiêu đề ra một cách nhanh chóng hơn. 5. Có thời gian biểu. Người mắc hội chứng sương mù não nên thiết lập lịch trình làm việc hàng ngày và hàng tuần cho mình và ghi ra sổ để tránh quên đi những việc cần làm. 6. Sử dụng các biện pháp khuyến khích. Khi đạt được mục tiêu hoặc mục đích, hãy thử làm điều gì đó rất đơn giản, chẳng hạn như là uống một tách trà hoặc là cà phê hoặc đi dạo. Việc này rất có ích cho não bộ của bạn. 7. Làm một hoạt động một lần. Đừng vội vàng hoặc cố gắng tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc, vì điều này có thể dẫn đến sai lầm trong xử lý thông tin. 8. Trợ giúp. Sử dụng danh sách, ghi chú, nhật ký và lịch là những công cụ có thể hỗ trợ trí nhớ của bạn. 9. Bài tập trí não. Những người mắc hội chứng hay quên có thể thử giải câu đố, trò chơi chữ và số, các bài tập trí nhớ để luyện tập cho não được khỏe hơn. Ngoài ra, các bạn cũng nên ngủ đủ giấc, tập thể dục, thư giãn, suy nghĩ tích cực, chế độ ăn uống hợp lý, tránh các chất tác động thần kinh như rượu, bia, chất kích thích để cải thiện tình trạng sương mù não. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp ích được cho bạn và gia đình của bạn. Bác Thorson xin chào và hẹn gặp lại!